Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, mẫu xe gia đình 7 chỗ Ford Everest được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2005. Từ đó đến nay đã có hơn 20.000 chiếc được bán ra và luôn nằm trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất của Ford Việt Nam. Mẫu xe này đã tạo được nhiều thiện cảm và lòng tin của khách hàng nhờ vào sự tiện dụng, động cơ mạnh mẽ và sự an toàn phù hợp với điều kiện giao thông nước ta. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Ford Everest. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe đã lăn bánh được 13 vạn km. Là phiên bản MT, xe được trang bị động cơ diesel 2.5 lít, đi kèm hộp số tay 5 cấp. Cực kỳ mạnh mẽ mà lại tiết kiệm nhiên liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng, với 7 chỗ ngồi rất phù hợp cho những gia đình tại Việt Nam hoặc các cơ quan doanh nghiệp. Toàn bộ nội ngoại thất của chiếc xe còn rất đẹp, máy móc hoạt động tốt, khung gầm chắc chắn, mọi chức năng hoạt động tốt. Chúng tôi cam kết chiếc xe nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang đăng bán với giá là 435 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Thank you.